đội tuyển Việt Nam được ví von là thợ săn khổng lồ của châu Á. Sau chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam đã nhận được lời nhận xét có cánh từ trang Asian Football. Chạm trán Ấn Độ lượt trận giao hữu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Bas Hansel đã lên ngôi vô địch giải Tam Hùng với thành tích 2 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã được sang ASEAN Football ví là thợ săn khổng lồ khi đã đánh bại cả đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ trong năm 2022. Thực tế, đây là cách chơi chữ khá thú vị của ASEAN Football khi cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ không phải những đội tuyển mạnh ở khu vực châu Á. Khổng lồ ở đây có thể hiểu là về diện tích lẫn cả dân số của hai quốc gia này. Về số dân, Trung Quốc và Ấn Độ đang dẫn đầu cả thế giới, chứ không chỉ riêng khu vực châu Á. Về diện tích, Trung Quốc cũng là quốc gia rộng nhất châu Á hiện tại, và Ấn Độ cũng xếp ngay sau với 3.287.263 km². Trước đó, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đã bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên và đến hiện tại là duy nhất của những chiến binh sao vàng ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. So với thời kỳ trước, bóng đá Ấn Độ đang có sự thụt lùi, còn Việt Nam lại vươn lên mạnh mẽ. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 8 năm 2022, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 97 thế giới trong khi Ấn Độ là 104. Sau hai chiến thắng giao hữu vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Bas Hansel có lẽ sẽ tăng nhẹ một bậc và giữ vững vị trí top 100 thế giới cho tới vòng chung kết ASEAN Cup 2023 vào năm sau. Chiến thắng trước Ấn Độ và cũng đánh dấu nhiều cột mốc thú vị. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đã giúp Văn Toàn chấm dứt quãng thời gian hơn 5 năm không ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển Ấn Độ cũng chưa thể có lần đầu tiên thắng đội nằm trong top 100 FIFA kể từ năm 2012 tới nay. Tuyển Việt Nam đã không còn ngán tuyển Ấn Độ. Tối ngày 27 tháng 9, có vẻ như mọi sự chú ý dồn về hai cái tên Văn Hậu, Quang Hải. Điều gây thất vọng lớn nhất với người hâm mộ là việc họ phải chứng kiến 45 phút thi đấu chiếu lệ buông xuôi của tuyển Ấn Độ trong hiệp 2. Sau hai trận thua 2-3 năm 2022 và 1-3 năm 2010, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Ấn Độ trên sân nhà. Trận thắng này mang về cho thầy trò huấn luyện viên Bas Hansel món tiền thưởng 30.000 đô sau hai trận thắng. Chỉ cần hòa lượt đá cuối trước Ấn Độ vào tối ngày 27 tháng 9 trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam sẽ vô địch giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Huấn luyện viên Bas Hansel đã xếp đội hình mạnh nhất để vượt qua đội bóng đang có hạng 104 trên bảng xếp hạng FIFA với tỷ số 3-0. Do công của Văn Đức, Văn Toàn và Văn Quyết. Bài kiểm tra với nhóm trụ cột. Ngoại trừ Hồ Tấn Tài và Phan Văn Đức, 9 cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Ấn Độ chưa từng ra sân ở trận thắng Singapore 4-0 vài ngày trước. Huấn luyện viên Bas Hansel đã tạo cơ hội để các tuyển thủ lần lượt được ra sân ở giải đấu giao hữu này. Đây cũng là dịp kiểm nghiệm phong độ những trụ cột của đội tuyển. Vì vậy, không quá ngạc nhiên tuyển Việt Nam tối 27 tháng 9 chơi gắn kết, hiệu quả cao trong việc đánh chặn cũng như dàn xếp tấn công mạch lạc giữa các tuyến. Bên cạnh đó, ông Bắc cũng có đôi nét thử nghiệm chiến thuật. Chẳng hạn, Tiến Linh không đá cắm như thói quen, mà có xu hướng di chuyển rộng và lùi về giữa để kéo giãn hàng thủ đối phương. Tấn Tài có nhiều tình huống sọc thẳng vào trung lộ, dứt điểm từ xa
thay vì chỉ bám bên phải và lật cánh như mọi khi. Công Phượng được chỉ định đá nhô cao nhiều hơn và quay về giữa sân chia lửa với tiền vệ. Tối qua, có vẻ như mọi sự chú ý được dồn về hai cái tên Văn Hậu, Quang Hải. Một người vừa quay lại đội tuyển sau thời gian dài dính chấn thương, người còn lại trở về từ châu Âu, nhưng không được thi đấu nhiều trong hơn 2 tháng qua ở Ligue 2 Pháp. Hai gương mặt từng chung màu áo câu lạc bộ Hà Nội vẫn đáp ứng được sự chờ đợi của khán giả với những pha bóng bật nhả tinh tế qua người khéo léo cũng như phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội. Sự khẳng định giá trị. Đầu hiệp 2, lối chơi tích cực săn đuổi bóng dựa trên tốc độ xuất phát cao đã mang về cho Văn Toàn bàn thắng 2-0 chỉ vài phút sau khi được tung vào sân ở hiệp 2. Trong khi đó, với 22 phút có mặt cuối trận, Bùi Hoàng Việt Anh được xếp đá hai vị trí. Đầu tiên là tiền vệ phải thay cho Tấn Tài và anh đã có pha lật cánh cho Văn Quyết ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú sút quyết đoán. Sau đó, Việt Anh được kéo về đá trung vệ lệch trái thay chỗ của Thanh Bình. Nhưng ấn tượng hơn cả trong trận thắng đậm này chính là cú volley đẹp mắt mở tỷ số 1-0 của Văn Đức sau tình huống đá phạt góc của Công Phượng vào đầu hiệp 1. Những trụ cột hay cựu binh đã đáp ứng được lòng tin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai bàn thắng vào lưới Singapore rồi Ấn Độ của Văn Quyết cho thấy rằng ở tuổi 31, anh xứng đáng có được một suất trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Điều thất vọng lớn nhất với người hâm mộ là việc họ phải chứng kiến 45 phút thi đấu chiếu lệ buông xuôi của tuyển Ấn Độ trong hiệp 2. Đó là hình ảnh chơi bóng bạc nhược khác hẳn với những gì mà bóng đá Ấn Độ từng thể hiện trong hai chiến thắng trước bóng đá Việt Nam ở quá khứ. Có lẽ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần cân nhắc lựa chọn những đội tuyển khách mời có chất lượng hơn trong tương lai.